Em là chủ kênh Vườn Lan Phương Hùng. Xin kính chào toàn thể cô chú anh chị yêu và đam mê hoa lan trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 16 tháng 7 năm 2023. Nhà vườn em Phương Hùng lại lên chia sẻ cho các bác một số bản hàng con giống chuẩn đẹp cho các bác tham khảo và sưu tầm. Địa chỉ nhà vườn em là ở thôn Tố Gà, xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại liên lạc của em là 0972 197255. Zalo cũng là số đó luôn các bác nhé. Thì hôm nay mình lại lên chia sẻ cho các bác là 14 đơn hàng, bao gồm là mặt hàng năm cái trắng Vĩnh Khang này, năm cái trắng NH, mặt hàng Mitsu này, năm cái trắng Võ Tòng, kia núi Chúa này, mặt hàng Su Đà Bắc này, năm cái trắng Bạch Trà, năm cái trắng Bảo Duy, năm cái trắng Ngọc Sơn Cước, Thảo Nguyên 2. Và hôm nay em có một chậu Hồng Yên Thúy đang hoa các bác nhé. Đang hoa này. Hôm nay là mới nở, thế ngày đầu tiên. Nhưng hôm nay nó không có nắng thì là nó không được bay lắm các bác nhé. Thì cái hình số 1 này là một chậu Hồng Yên Thúy. Cái chậu này cũng có 3 thân quá nhá, 3 thân và 3 mầm gốc này. Mầm gốc này, 3 thân. Đang hoa. Đang hoa và vẫn còn nụ các bác nhá. Vẫn còn nụ này. Thì cái hình số 1 này em chia sẻ cho bác với giá là 250k. Cho bác tham khảo và sưu tầm. Này nó không có nắng nên là nó không được bay lắm các bác nhé. Phần hoa của nó này. Em chuyển sang hình số 2 là mặt hàng Thảo Nguyên 2. Đây là mầm gốc năm 2 rồi các bác nhé. Thảo Nguyên 2. Thì cái hình số 2 này, Thảo Nguyên 2, em chia sẻ cho bác với giá là 100k. Cho các bác tham khảo và sưu tầm. Và em mời các bác ngắm phân bông Thảo Nguyên 2 rất là đẹp các bác nhé. Em chuyển sang hình số 3 là mặt hàng Ngọc Sơn Cước. Kỳ đã ấm chậu rồi các bác nhé. Kỳ đã ấm chậu rồi. Bụt rẽ rất là khuyên, rất là đẹp. Thì cái hình số 3 này, Ngọc Sơn Cước, em chia sẻ cho bác với giá là 300k. Cho bác tham khảo và sưu tầm. Kỳ rất là đẹp. Em chuyển sang hình số 4 cũng là một kỳ Ngọc Sơn Cước, đều đã ấm chậu rồi các bác nhé. Thì cái hình số 4 này em cũng chia sẻ cho bác với giá là 300k. Cho bác tham khảo và sưu tầm. Và em mời các bác ngắm khuôn bông Ngọc Sơn Cước này, rất là đẹp. Em chuyển sang hình số 5 là mặt hàng năm cánh trắng Báo Di. Thì hôm nay em có hai kỳ chia sẻ cho các bác. Hai kỳ này là chồng em cắt trên thân mẹ xuống các bác nhé. Kỳ mới cắt trên thân mẹ xuống và em mới trồng vào chậu này nhé. Kỳ rất là đẹp. Thì cái hình số 5 này, năm cánh trắng Báo Duy, em chia sẻ cho bác với giá là 1.300.000. Cho kỳ năm cánh trắng Báo Duy này. Em chuyển sang hình số 6 cũng là một kỳ năm cánh trắng Báo Duy, cũng cắt trên thân mẹ xuống. Thì cái hình số 6 này em cũng chia sẻ cho bác với giá là 1.300.000. 1.300.000 cho các bác tham khảo và sưu tầm. Và mời các bác ngắm khuôn bông năm cánh trắng Báo Duy. Khuôn bông rất là đẹp các bác nhé, rất là xuất sắc này. Em chuyển sang hình số 7 là em chia sẻ một kỳ năm cánh trắng Bạch Trà. Rễ của nó rất khỏe các bác nhé, rất là đẹp. Thì cái hình số 7 này, năm cánh trắng Bạch Trà, em chia sẻ cho bác với giá là 200k. Cho kỳ năm cánh trắng Bạch Trà này, rất là đẹp. Và em mời các bác ngắm khuôn bông năm cánh trắng Bạch Trà. Khuôn bông rất là đẹp. Em chuyển sang hình số 8 là em chia sẻ mặt hàng là Su Đà Bắc. Làm qua có 4 kỳ các bác nhá. 4 kỳ rất là đẹp. 4 chậu. Đây là mầm gốc năm 2 rồi các bác nhá. Rất là đẹp. Giá là 2.600.000, 2.600.000 trên một chậu các bác nhá. Su Đà Bắc này. Mặt hàng này hiện nay đang rất là hot. Bác nào mà lấy được kỳ nào chụp lại màn hình rồi nhắn tin vào Zalo cho em nhé. Rất là đẹp. 2.600.000 chỉ một chậu.
Em à, chuyển sang hình số 9 là mặt hàng kiến núi chúa. Thì cái chậu này gồm có 3 kỳ các bác nhá. 3 kỳ này. Rất là đẹp này. 1 2 3. Và 2 kỳ nhỏ thì em không tính, 2 kỳ nhỏ. Thì cái hình số 9 này em chỉ xí cho bác với giá là 300k. Cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em à, chuyển sang hình số 10 là mặt hàng 50 trắng võ tòng. Chậu này một mẹ và một mầm gốc, rất là lực, rất là đẹp này. Thì chậu 5 cây trắng võ tòng này em chỉ xí cho bác với giá là 250k. Cho các bác tham khảo và sưu tầm này. Mầm gốc rất là lực này. Ngọn đi phà phà này, rất là đẹp. Và mời các bác ngắm con bông 5 cây trắng võ tòng. Em à, chuyển sang mặt hàng này. Hình số 11 là một chậu Mitsu, Mitsu đẹp. Chồng em đi sưu tập nhưng mà nhà người ta không nhớ là mít lúc mua là mít gì, hàng mất tem các bác nhá. Lá này rất là đẹp. Thì cái hình số 11 này, Mitsu này, em chỉ xí cho bác với giá là 1.600.000. Rất là đẹp, 1.600.000. Cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em à, chuyển sang số 12 là mặt hàng 5 cây trắng SH. Em chỉ xỉ 1 triệu này, mầm gốc 52. Rất là đẹp. Thì cái hình số 12 này, 5 cây trắng SH, em chỉ xỉ cho bác với giá là 350k. Cho các bác tham khảo và sưu tầm. Mầm gốc 52 các bác nhé. Và mời các bác ngắm khuôn bông 5 cây trắng SH. Em à, chuyển sang số 13 là mặt hàng 5 cây trắng Vĩnh Khang. Kỳ cắt khúc ươm tự nhiên, rất là đẹp. Thì số 13 này, 5 cây trắng Vĩnh Khang, em chỉ xí cho bác với giá là 2.500.000 trên 1 kỳ các bác nhé. Rất là đẹp. Em à, chuyển sang hình số 14 cũng là một kỳ 5 cây trắng Vĩnh Khang, rất là đẹp. Thì cái hình số 14 này em cũng chỉ xí cho bác với giá là 2.500.000. Cho các bác tham khảo và sưu tầm. Và em mời các bác ngắm khuôn bông 5 cây trắng Vĩnh Khang. Và cái hình số 14 này cũng khép lại cái video bán hàng ngày hôm nay. Thì các bác mua hàng cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0972 197255. Các bác mua hàng xem video cho em Phương xin một nút like và một nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất hàng ngày khi nhà em lên các bác nhé. Cuối cái video em cũng xin chào toàn thể các bác. Chúc các bác có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình. Em xin chào toàn thể các bác.